Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 9 phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020. Ban chỉ đạo Tây Nguyên cũng phối hợp tốt với các địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất một số vấn đề cấp bách nổi lên ở Tây Nguyên như vấn đề đất đai, hỗ trợ sản xuất đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng về rừng, hoạt động của các công ty lâm nghiệp, quản lý rừng tự nhiên, tình hình sản xuất, xuất khẩu cà phê, đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát lại các dự án đang triển khai, nhất là các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia ý kiến với các bộ ban ngành để trình chính phủ điều chỉnh bổ sung về một số chính sách về rừng, lâm nghiệp, thủy điện, giao thông, hỗ trợ phát triển cà phê bền vững, tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, công tác phân giới cắm mốc, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các địa bàn trọng điểm khó khăn phức tạp. Các tỉnh Tây Nguyên phấn đấu đến năm 2013, tất cả các buôn làng đều có đảng viên, đến năm 2015, tất cả các buôn làng đều có tổ chức đảng. Ban chỉ đạo Tây Nguyên cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất một chiến lược cơ bản toàn diện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của vùng Tây Nguyên.